Hai cả nhà, mình đang ở tiệm dealer New Year Sale, nó có một năm nó có một ngày sale lớn cho nên là mình với mẹ mình đang đi shopping ở dealer. Khung cảnh ở đây thì nói chung cũng không có đông nhộn nhịp như mấy năm đâu cả nhà. Người ta mỗi lần cho vô đây thì 35 người một lượt thôi. Thành ra là cũng không có cũng ok lắm. Bây giờ mình cho cả nhà coi nha. Giày dép la liệt rồi cả nhà. Người ta thử giày dép xong dục la liệt. Lựa ra được đôi này đây cả nhà, dễ thương chưa nè. Ở bên hàng chỗ này thì nó không có sale nhiều. Có đôi nó sale, có đôi nó không sale. Đôi này mang nó nhẹ nhàng. 100 đồng mà còn 60 đồng. Mấy đôi vậy đẹp nè. Mấy đôi này đâu sale đâu. Mấy đôi này không sale. Mấy da không mềm mới sợ. Hả? Chặt thì cầm mình đem tới cho người ta, mình biểu lấy size của mình thôi. Cái này size 6 nè. Thử coi size 6 thôi. Này size nhỏ rồi, size này là 5.5 biểu. Ồ, cái này là vừa này. Size 6 á, 5.5 là nhỏ rồi. Còn mấy đôi bên này, mấy đôi bên này cũng 40% off nè. À, mấy đôi này không đẹp. Giờ mình thấy giày cao gót mình cũng ớn ớn cả nhà ơi. Mua về để chân vậy thôi chứ có mang đâu. Mang đi làm đau chân lắm, mệt lắm. Cầm đôi đó đưa cho người ta coi size, lấy size. Cái đi hơi rộng. Đẹp. Nếu như thích cái kiểu lấy cái kiểu đem tới cho người ta lấy size cho mình chứ không có phải là ở ngoài này không có size của mình đâu. Cái đôi này chú này, đôi bèo này chú này. Mấy đôi này nó cũng không có sale. Dễ thương, mẫu mã đẹp rồi cả nhà. Co trong đem hơi giá. $69 $70 $70 hả? Đẹp đi. Đẹp lắm, mang vô thử đi. Đẹp ghê. Nó dày không? Dễ thương. Đôi này mau quần nào cũng được, rất dễ thương, rất là sang nữa. Mà mềm lắm. Ok, mình sẽ lấy một đôi này. Má lấy màu này luôn hay là màu đen? Lấy màu này luôn hả? Con cũng lấy màu này. Hai mẹ con mua giống nhau luôn. Cái đường bằng cái mang sang dễ thương. Sang với lại nhẹ nhàng đi đi làm đồ này kia dễ chứ còn mà đồ này có sale không? Đồ này không sale, đồ này 100 đồng, đồ này 100 đồng không có sale. Thì hai mẹ con sẽ mua ba đôi giày này. Bây giờ mình sẽ cầm cái kiểu giày này đi qua bên cái chỗ mà người ta lấy size cho mình nha cả nhà. Thì người ta không có để size ngoài cho mình lấy đâu. Qua đây xếp hàng. Cả nhà ơi, người ta đang lấy giày cho mình rồi đó. Thì bây giờ mình đang đứng ở ngoài để chờ. Coi mấy cái mẫu giày nó sale đẹp chưa nè. Đôi này nó sale còn $40 này cả nhà.
giày hiệu đa hoàng á. Ở trong dealers này là toàn là giày hiệu thôi à. Mà cái ngày New Year này là ngày sale lớn của nó sale rất là rẻ. Cả nhà ơi, hồi nãy chị lội mua được 2 đôi giày. Mẹ mua 2 cái, con mua 2 cái. Mà đứng chờ đợi lấy size với lại này kia cái nọ là hết mất bao nhiêu thời gian rồi. Bây giờ mình đi lên trên lầu để mà đi coi hàng áo quần. Chút nữa về nhà mình unbox cho cả nhà coi nha. Lên trên hàng áo quần đây cả nhà ơi. Xem nè. Biết cho cả nhà xem nè. Giá này. Áo đầm này là 208, 208 mà sale xuống còn 72 đồng. 72 đồng mà nhưng mà bữa nay lễ là được 50% off của cái 72 đồng nữa. Là thành ra còn nhiêu? Còn 3 mấy đồng, 36 đồng. Ok. 36 đồng cái áo đầm đó từ 208 đô. Đó. Thích cái này nè. Cả nhà thấy sale không? Bởi vậy thành ra là một năm chỉ có một lần là sale lớn vậy thôi đó cả nhà. Cả nhà thấy hai cái này đẹp không? Hai cái đó đẹp. Tìm mấy cái mẫu bên này đây nè, có mấy mẫu khác nữa mà. Mấy cái này lắm. Thích mấy cái kiểu này lắm mà tìm không ra. Đi rồi mua có được đâu. Thấy không? Đồ ở trong này mình cũng khó mua được lắm cả nhà. Đồ ở trong này là giống như đồ cho mấy người chững chững tuổi nè. Tuổi trẻ cũng có nhưng mà nó ít lắm. Nói chung vô đây mình cũng ít khi mua được đồ. Đồ đồ cao cấp không à. Vô trong này đồ hiệu không à. Đồ hiệu cao cấp nhiều. Đồ hiệu không à. Cho mấy người làm văn phòng hay này kia. Mua đổi đâu. Cái này tay ngắn nè. Trời ơi trang này. Bà ngoại là thích đồ màu mè. Bà ngoại thích đồ màu mè lắm. Màu sắc là bà ngoại thích lắm. Không có sen mờ hàng. Trên này cũng vắng chứ không có đông. Không có sen mờ hàng. Bỏ này mặc sen mờ. Mình qua bên hàng đồ trẻ coi thấy có gì không cả nhà ơi. Đồ trẻ này nó có sale nè. Mình thích mấy quần legging lắm cả nhà, quần ôm thun, quần thun ôm á, mặc đi làm khỏe mà đẹp nữa. Mình thích quần legging lắm. Cái đồ này nó không có sale. Mấy cái đồ sale thì chắc người ta mua hết rồi, lại cũng không có nhiều sự lựa chọn. Mấy cái hàng này hàng đồ không sale không. Thôi chắc phải xuống lầu. Xuống lầu lại. Dễ thương. Xong chưa? Size mấy? M. M hả? Trời ơi nè. Trời ơi mấy cái này nó thích lắm. Đó, bà ngoại là thích đồ vậy đó cả nhà. Giống như chú Chí Tài á. Chú Chí Tài mặc đồ cũng là đồ nổi với lại hoa văn rùm beng lên vậy đó. Phong cách của mỗi người mà. Ở đây nè, cái áo mới cầm nó đang mặc đây nè. Đó, bà này mới đang mặc đây nè. Mấy cái này thì nói chung là sang. Trời ơi, 200 mấy đô xuống, xe xuống còn có 3 mấy đô rồi cả nhà ơi. Nó là súp cua rồi đây. Mới vừa đi shopping về, hai mẹ con đi shopping về. Bây giờ ăn, cả nhà ăn súp. Trời lạnh ăn súp nóng ngon chưa nè. Qua ăn súp cả nhà ơi. Tôi súp cua. Hey guys, you remember us? We were recording the first time for the chip challenge, and now we are back.
good. Here, I'll put the fries back on. Okay. I'm in there. Okay. Mm, daddy, okay. Flip it off. Hello? Ooh, daddy. Okay. I love. Hi, mẹ con đi shopping về. Okay, mine's good. Mine's good. I'm good. Yeah, I need one. I'm good. Good or no? I need one. Good. I need one. Yeah, you need one. I'm good. Slam. Need eight. Eight. Oh, I need one. You go, man. Eight. Look at all. Súp này nấu vào tối luôn. Oh, yeah. This one too. Tối gửi cua ra xong là nấu vào tối luôn. Okay. So, I got 13. I look. Oh, yeah, Paul. I look. 21. Mm-hmm. You can only stay on 17. Oh, 17 or above. Yeah. Well, that's the American way. The Vietnamese way, you can stay at 16 and above. My turn. I'm playing. So you can play the Vietnamese way. Yeah. You could pull at 16. Like, if you kind of think I bust, then flip mine. All right? Like, you're at 16 right now, right? Like, yeah. You're like, oh, I think he busted. But Aiden, you kind of figure he only has two cards. You think he'll stay at 16? No. So then you take my money, then you can draw again. So all right. You know what I mean? Yeah, cause I meet you. À, xong cho cả nhà coi đồ mới mua. You only at 16 right now. Yeah. Nhà ơi. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ khoe cho cả nhà coi lúc nãy hai mẹ con mình đi shopping mua được những gì. Thì mình ngày nay bên đây mình mua được hai đôi giày thôi. Đôi giày này để coi thử là này. Là đẹp luôn. Đôi giày này á là có giá là cái giá đó mất tiêu rồi. Giá là 99 đồng, lúc nãy trên ở chỗ tiệm mình có quay cho cả nhà coi là 99 đồng nhưng mà nó sale xuống còn 60 đồng. Thì 60 đồng á là bên này là lễ New Year thì nó sale 50% của 60 đồng đó nữa thì là đôi giày này chỉ còn có 30 đồng thôi. 99 đồng mà còn 30 đồng. Mà rất là đẹp luôn. Đây, mình xỏ cho cả nhà coi. Đây nè. Như có thấy không ta? Sao thấy được. Đây cả nhà ơi. Đó. Giày này mình có thể mang legging cũng được nè, hoặc là mình mang quần jean cũng đẹp, mang áo đầm cũng đẹp luôn. Cùng một kiểu nhưng mà hai màu khác nhau. Cái đó màu đen da, còn cái này là màu màu này màu gì đây? Đó, màu này quá đẹp luôn. Mà cái vải của nó khác, vải nó mềm hơn. Cái kia bằng da. Hiệu hiệu Steve. Hiệu Steve Madden nè. Đây là cái này có cái giá nè, 99 đô nè. Đó, cho 100 đồng mà còn 60. 60 xong bên đây sale 50% nữa là còn 30 đồng. Đó, 30 đồng cho đôi giày này. Thì đó là phần của mình, mình có mua hai đôi giày thôi. Xong rồi là bà ngoại đó rồi, đồ của bà ngoại thì bà ngoại mua được mấy cái áo đầm. Đây. Cái áo đầm dài tay thì cái áo đầm này sale 188 đồng thì sale xuống 65 đồng. 65 đồng xong rồi nửa giá của 65 đồng nữa là cũng khoảng ba mấy đồng, 32-33 đồng. Cái áo đầm này của bà ngoại. Một cái. Xong là mặc thử luôn không nè? Mặc thử. Đó, cái này. Cái đó mắc á. Cái này là 208 mà xe xuống còn 208 mà xe xuống còn 124. Đây nè. 124 này là 50% của 124 nữa. Nó là 6 mấy đồng. 66 67 đồng thì cộng thuế vô nữa thì 70 thôi. 70 đồng là Việt Nam 1,5 triệu hả? Chứ gần 2 triệu. Thêm cái áo đầm này nữa. Cái này ở Việt Nam tính ra là 2 triệu chứ sao đâu. Mắc thế này. Rồi xong rồi cái áo Noel thôi. Để mặc Noel. Áo này thì 34 đồng mà sale xuống còn 17 đồng là còn 8 đồng 50 cent cái á. Cái áo này còn 8 đồng. Còn 8 đồng hả? Rồi thì còn đây là hai đôi giày của bà ngoại. Đôi giày này thì là 99 đồng mà nó sale xuống còn 60 đồng cả nhà.
Mà đôi này nó không có sale của 50% off, nó chỉ sale 40% off của đôi giày này là 100 đồng mà còn 60 đồng. Đó. Chứ nó không có được sale 50% off nữa. Đó. Xong rồi cái đôi giày này luôn, hai mẹ con mua đôi giống nhau luôn. 100 đồng còn 30. Vậy là xong đồ của sáng nay mà hai mẹ con đi mua rồi. Thì bên cạnh mình là có một đống mấy cái hộp ở đây này. Thì mình mua, mình order ở trên Amazon. Rồi mình mua mấy cái đồ mình cần order. Thì mình order nhiều rồi cho nên mình muốn để dành lại để mà đập hộp cho cả nhà coi. Hộp này là hộp gì cũng không biết nữa. Nhiều lúc mình order đồ mà mình không nhớ nữa luôn. Khi mà đồ không về mình không nhớ là mình mua cái gì. Chanel. Chanel là mình mua cái trời, cái giỏ lần đầu tiên mua đồ của Chanel. Cái gì á? Mua cái đồ mà để thoa trên mặt. Dễ thương cho sang cái sợi kia. Ủa mà sao hai hộp luôn ta? Đó. Một cái đồ để thoa trên mặt. Cái đồ này là cái bình này là 48 đồng. Để thoa trên mặt giống như là một cái lớp foundation nhẹ nhẹ để cho cái mặt mình cho nó tươi tươi sáng sáng vậy đó. Trang này là 48 đồng. Bao gì đây nữa. Ồ, mấy cái đồ này là đồ họ cho sample thôi. Mấy chai nước hoa sample free, không có tính tiền. Mình chỉ mua cái chai này thôi. Mình nhận đồ Chanel người ta làm sắc sảo thì sợ hộp rồi này kia sắc sảo thì sợ. Tiếp theo là mình mua mấy cái chai sữa tắm. Mình mua sữa tắm ở Bath and Body Works cả nhà. Bath and Body Works nó bán sữa tắm với lại lotion này kia thơm lắm. Mua 3 chai là được tặng 2 chai miễn phí. Hộp dễ thương nha cả nhà. Tổng cộng là mua 3 chai là được tặng 2 chai miễn phí, xong mình mua thêm một loại khác nữa, cái chai đó nó không có sale cho nên là mình mua tổng cộng là 4 chai. Mấy cái mùi này thơm lắm, mỗi cái thơm mỗi mùi khác nhau. Chai này nó không sale thôi nè. Nên là mình mua nó mua riêng. Còn tổng cộng mình mua đây, mua 3 chai này là được tặng 2 chai này miễn phí. Chai này không sale nữa là tổng cộng 6 chai. 6 chai tổng cộng cả nha. 4 5 6. Cái mùi này, mấy cái mùi này thơm lắm. Chỉ có cái loại này là mình lần đầu tiên mình thử thôi nè. Mà mình thấy có nhiều review, nhiều good review trên này cho nên mình mua cái loại này. Gingham gì đó không biết nữa. Mấy cái này là mình xài qua rồi. Mấy cái này mình xài qua rồi, mùi rất là thơm. Ok. Mình có order đồ lặt vặt với mì muỗng rồi mua mấy đồ trong bếp rồi đó. Nhưng mà không có khui để dành làm cái tập đập hộp cho cả nhà coi. Ồ, mấy cái này là đồ trong bếp. Okay. Đồ trong bếp, đồ trời ơi, cái này bỏ dao hả, dễ thương chưa. Đồ mà để dùng trong cái lò nướng đó cả nhà. Nè, dễ thương chưa, mấy cái màu đẹp chưa. Đó, đồ để nhắc lò nướng. Hai cái này. Mình lúc nào mình cũng thích màu xám và màu trắng. Mình mua hai cái. Hai bộ khác nhau. Hai bộ khác nhau. Rồi. Heo. Heo rập thôi. Cái thùng này là mình có làm 6 thứ trong này luôn.
thì lấy lên lại đi. Trong này mình mua một cái này cho Út Thương, cho Út Thương học học chữ, học đánh vần cái chữ đó, giống như là bắt một cái thẻ có chữ gì xong rồi là có cái những cái vần gì từ gì thì mình bỏ lên trên cái này cho Út Thương học đánh vần. Thương, mẹ mua này cho con nè. Yeah. Rồi mình mua hai cái kéo ở nhà đây. Kéo nhà mình không biết mất lầm mất hồi đâu hết trơn, thành ra mình phải mua lại kéo mới. Xong rồi mình mua muỗng. Muỗng này là để uống cà phê. Nhà mình không có muỗng nhỏ cho nên mình phải mua muỗng nhỏ. Nè, đẹp chưa? Đẹp chưa? Bộ này là hình như 6 cái vậy. Còn cái này là máy đồ tắt cả nhà ơi, mình mua máy đồ tắt nguyên một hộp tắt luôn, tắt mỹ miều để mình mang giày nó không có lòi cái tắt ra. Mình mua bộ tắt này đi xí cho cũng hết là 200 rưỡi. Thì đây là cái tắc mình mang vô chân nó không có lòi lên đó, để mình mang giày bata nó không có, cái tắc nó không có bị lòi ra. Thì mình mua tổng cộng một hộp này là có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 đôi. Dễ thương ha, tắc mình cũng làm cũng đẹp nữa. Ôi cha. Hàng vô nó ối sao còn tưởng hộp không mà sao nó nặng dữ trời. Mua thêm cái tray này nữa. Cái tray này là để đựng muỗng nĩa. Để muỗng nĩa vào trong cái hộp bằng gỗ cả nhà ơi. Cả nhà coi. Đó. Cái đồ đi bỏ muỗng nĩa đũa rồi này kia đó, bỏ trong hộp để mình organize lại cái đồ trong nhà mình cho nó gọn. Đó. Cái này mình mua cho ông xã mình. Mua cái đồ mà để biết cả nhà thấy rõ không ta? Đây nè. Một giống như là một cái này là chỉ cần găm điện một cái này mà mình chạc được đồng hồ nè. Một cái viết nè, cái viết cảm ứng nè. Rồi cái tai phone nè, xong rồi cái điện thoại nè. Đó, là một cái này là chạc pin được 4 cái. Thì mình mua này, này để 4 in 1 này thấy không? Thì mình mua này cho ông chồng của mình đây. Để chút nữa mình để cho ông mở ra ha. Mình mua này cho ông, để cho ông mở ra. Đó, bả chiến trường. Những cái đồ mà mình mua. Mình công nhận mình thích cái đồ dài đi dễ sợ luôn cả nhà. Cả nhà biết không? Lúc mà mình đi mua cái dài này á, mình khi mà mình đã thích cái gì rồi á là mình phải như là mua cho bằng được. Mà khi mình thấy cái dài này mình thích rồi á, tại vì mình chưa có cái kiểu này. Tại vì kiểu này nó mang nó rất là thoải mái, mà mang đầm, mang quần jean, mang legging, mang cái gì cũng được hết. Thì khi mà mình thích, mình mua cái mình đem ra, mình biểu người ta lấy cái size này, cái người ta nói mình phải tự đi ra đó, mình tìm nằm bao quanh đó, người ta chỉ có một chiếc thôi. Cái là mình tìm, mình mất thời gian, mình tìm tới, tìm lui, xong đã đợi ông địa xong cái mình tức quá, mình vô trong mạng, mình coi thử trên mạng có hay không, để mình order trên mạng. Mà khi lên trên mạng thì trên mạng cũng đã hết hàng rồi, cho nên mình nói mình phải tìm cho bằng được. Không xong rồi mình mới tới hỏi lại cái bà đó, mình nói là bây giờ tao tìm quanh rồi mà tao không tìm ra được, bây giờ mày có thể giúp tao tìm lại ở phía trong á, có thể nằm ở đâu trong phía trong á, mày tìm lại giúp tao được không? Thì bà vô bà tìm nó khoảng chừng 5 phút bà ra bà đưa cho mình mừng quá trời luôn, là mình mất thời gian đi tìm quanh ở phía ngoài. Thì đó, nhà nhà nghĩ đi, 100 đô mà còn có 30 đô mà đôi giày rất là đẹp, nó nhìn rất là sang. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đem cái tray này mình bỏ vô trong cái hộp mình coi có vừa không, mình cho cả nhà coi. Cho cả nhà coi mình sẽ xài nó như thế nào. Bây giờ thì trong cái hộp thoại của mình nó có mấy cái bằng nhựa này nè, mình xài ra đây nè. Bây giờ mình sẽ lấy tất cả những cái này ra. Mình bỏ cái bamboo tray này vô. Thì nó vừa là nó vừa rồi đó. Nhớ không? Nhìn nó sạch sẽ hẳn lên nè. Đây cả nhà, mình mới vừa bỏ vào lấy cái bao nó ra. Thì cái này được một cái nữa là mình có thể tách ra thêm cho nó rộng ra thêm nữa cả nhà nè. Đó.
Nếu như mà ai mà có cái thỏi mà lớn hơn á thì mình có thể làm cho nó lớn ra, kéo ra vẫn được luôn. Đó. Cả nhà thấy không? Bây giờ nó vừa vặn nguyên cái tủ của mình luôn. Đẹp chưa? Rồi, đây cả nhà ơi. Đây là sau khi mình đã bỏ hết đồ qua và mấy cái mũ mình mới mua lúc nãy mình cũng đã rửa. Mình rửa sạch rồi mình bỏ vào đây rồi. Thì mình cũng còn có order thêm mấy cái muỗng nữa, muỗng ăn cơm bình thường nhưng mà nhỏ hơn chút để cho mấy đứa nhỏ nó ăn cơm nó dễ ăn hơn, mấy muỗng này hơi lớn á. Thì mình cũng có order mà chắc tuần sau nó mới về. Thì mấy cái muỗng đó mình sẽ bỏ ở đây. Đó. Bây giờ nó rất là đẹp nè, rồi là gọn gàng, nó còn hơn là mấy cái này. Mấy cái này mình mua ở chợ ăn đồng đó cả nhà, có ăn đồng cái à. Thì khi mới dọn vô nhà này thì mình mua cái này mình bỏ tạm thời thôi đó. Đó, thì bây giờ mình đổi mấy cái đó qua mấy cái này. Rồi xong một cái rất là vừa ý ha. Đúng rồi, thấy không cả nhà? Thì đây là Út Thương nó học nè. Rồi bây giờ ví dụ như mẹ là mẹ pick cái này nè. Ok, bây giờ con làm cái này đi. Đó. Ok. Đó là bây giờ bỏ ant là con kiến. Con kiến là bây giờ nó sẽ coi, Út Thương sẽ coi trong những cái ladder này, nó sẽ bắt chước. Nó bỏ vô để nó học đánh vần, nó biết được là ồ từ ant là con kiến là nó đánh vần như thế nào. Có rất là nhiều từ luôn nè để cho nó học á. Wow. Ant. Con spell sao? A-T-A-N-T. A-N-T. Ant. Đúng rồi. Giỏi quá. I like. Con thích hả? Ôi chà, cảm ơn mẹ kìa, cả nhà nghe không? Cô chú nghe không? Nó nói I like it, con cảm ơn mẹ. Giỏi quá. Em đang chơi vẽ đây nè cả nhà. Đang chơi vẽ mà bây giờ thấy đồ chơi mới là thích luôn rồi. Aww, so cute. I have googly eyes too, but I'm gonna finish the rest. Okay. Em thích vẽ lắm. Rồi bây giờ em học đi ha. Nè, mặc áo trái này nè bà con. Ok, bây giờ mình sẽ dọn dẹp hết lại mấy cái đống này cả nhà ơi. Chắc mấy cái chai này vô nữa, mấy chai sữa tắm vô. Rồi, ngày mai có giày mới mà đi làm rồi cả nhà. Oh yeah. Lại con cái này nè. Cái này để tháo ra, chắc mình tháo ra bỏ lên bàn cho ông chồng ngạc nhiên chơi. Ok cả nhà ơi, vậy là mình xong cái video bữa ngày của ngày hôm nay, ngày New Year rồi. Thì sáng nay thức dậy là vậy đó, đi hai mẹ con đi shopping xong về ăn uống xong rồi là mình về mình đập hộp mấy cái đồ mà mình mua cho cả nhà xem. Thì bây giờ mình cũng không biết làm gì nữa, chắc là đi dọn dọn quanh quanh cái nhà này kia cái nọ rồi ngày mai đi làm bình thường thôi. Chứ cũng bên đây New Year thì cũng không có gì đặc biệt hết cả nhà, chủ yếu là ở nhà hay ngao với lại family với lại dọn dẹp làm này làm kia thôi. Thì mình cảm ơn cả nhà đã coi cái video ngày hôm nay và mình sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong cái video tiếp theo. Và chúc cả nhà có một năm mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và điều quan trọng nhất là hãy giữ gìn sức khỏe nha cả nhà. Mình sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.